Vâng, xin kính chào các quý vị. Đối với những ai chơi những đồ âm thanh đến từ nước Ý thì đều có một cái sự cảm nhận nghệ thuật, gỗ và kim loại và đưa đến một cái đỉnh cao của trong cái decor về âm thanh. Hình đẹp, âm thanh hay thì đó chỉ phải là master sound đến từ Ý. Và hôm nay chúng ta đang ngắm nhìn một khối âm ly tương đối là đồ sộ lên tới 50kg của dòng Evolution 845. Và đây là một trong những âm ly đánh mạch Grata Single End Parallel. Đến nói với người Ý thì tôi thấy cái decor thì luôn là một cái ấn tượng. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy cái khối âm ly nó to, nó đi hết cả một cái khổ kệ này. Và về phần trên thì với biến áp nguồn và biến áp xuất âm thì lại được làm gọn tròn ở trong các cái hộp tròn bằng kim loại và đã được anode hóa và được sơn tĩnh điện đen. Bên cạnh thì với những hãng khác thì gần như bóng 845 này thì ít khi người ta sẽ dùng các hệ thống bảo vệ, một là chụp bằng lồng lưới. Nhưng với người Ý thì đây là một cách nghệ thuật, cách điệu. Vâng, nó có một cái hình giống như hình chữ U, chữ V đó, vướt xuống đây để giữ bốn bóng pre trước và bốn bóng công suất ở bên này. Và đây cũng là một cái cánh tản nhiệt luôn cho hệ thống của bóng đen, vì bóng đen sờ ở đây thì thấy rất là nóng. Với công suất 55W cho một kênh thì Evolution 845 này thì luôn là đối tác của những các dòng loa khác nhau. Nhưng cái điểm hay nhất của dòng âm ly bóng đen này chính là những dòng loa họng kèn hoặc loa đồng trục. Đó là một ưu điểm tuyệt vời của dòng âm ly này. Và dòng âm ly này thì đã được các kỹ sư nghiên cứu rất sâu, và đây là một trong những dòng master của hãng lên. Đã được đầu tư rất sâu về mảng biến áp xuất âm và biến áp nguồn. Và các mạch nguồn thì đều được dùng ở định dạng như là mạ vàng, mạ chân vàng. Và các linh kiện điện tử thì được chọn trong những linh kiện điện tử là tốt và hoàn hảo nhất. Nhưng khi ngắm đến Evolution 845 này thì đúng là cứ ngắm lâu mãi vẫn không chán. Đó là một cái vẻ đẹp từ bên hai bên hồi gỗ thật đấy các bạn. Vâng, hồi gỗ người ta ốp vào đây nhìn trông nó vừa làm cho cái sắt thép ở trên nó có sự mềm mại ra và cái sự cân bằng này. Và khi chúng ta nhìn thấy cái sự mạnh mẽ của bóng 845 lại cộng thêm cả một hệ thống như thế này. Nhưng ngược lại, nó lại có một cái chất âm thì rất là đặc biệt và hoàn hảo. Vì 845 này là nó đánh ở đỉnh dạng single end, tức là cho một cái chất âm ra rất là tuyệt vời. Tiếng bass xuống thì sâu, dài âm trung âm cao thì nó rất là rõ nét và rộng mở. Khi nói đến người Ý thì tôi nghĩ đánh giá cái đẹp, cái hay, cái nghệ thuật rồi. Nhưng mà còn cái tiêu chí mà để mà cảm nhận được người Ý này, đó là những cái giải âm thanh của trong giải trung trung trầm của những dòng này, thì tôi nghĩ đây là một trong những cái chiếc âm ly hoàn hảo nhất. Để phối ghép với dòng 845 này thì tôi lại thích ghép sang với những dòng loa như Tannoy hoặc là loa kèn. Và hôm nay chúng ta lại có một dòng Odeon Helix. Với dòng Helix này thì nhỏ hơn dòng Semper một chút, nhưng mà tôi thấy rất là vừa cái khổ cái không gian của người Việt mình, vì nó cao khoảng 1m2 và nó có cái đế sâu xuống là 50 phân cho bề rộng. Khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy đây là giống như một cái tháp, cái dòng loa Helix này. Còn khi chúng ta nhìn nghiêng thì chúng ta lại giống như là hình cánh cung, nó hơi cong cong đấy. Xuống đây là vát đấy. Thì qua cái tiêu chí này thì với dòng này thì nó lại hơi khác dòng Semper, tức là nhìn kỹ vào. Đầu tiên từ cái cấu trúc của loa Twitter bên trong này thì nó có là ở loa ở dạng ở trong hộp kim loại, nhưng mà sau đó là được có một cái lưới rách ở ngoài này, và vành loa này thì là được 16 phân 5. Nhưng mà là cái miệng loa của loa Twitter này thì nó lại rộng mở hơn, chứ nó không khum mà giống là con Semper. Còn phía phần dưới này thì đây là một chiếc họng kèn 35 cm. Và họng kèn này thì nó chứa đựng bên trong là một củ loa mít trung bằng giấy 13 cm. Nhưng mà vừa mới cái mũi định hương này thì của dòng Semper đó là màu trắng, thì mũi định âm này lại là màu đen. Và khi nhìn sâu vào trong thì cái vành loa của loa giấy này nó có độ sâu hơn, nên âm thanh nó sẽ được tập trung và tụ hơn khi ngồi nghe. Và các bạn luôn lưu ý một chút là cái dòng này thì nó cũng hơi kén cái phong cách ngồi nghe một chút, tức là tôi bao giờ cũng định hướng soi quay vào trong từ 15 đến 20 độ để lấy được điểm ngọt. Thì nếu các bạn mở hết loa ra thì âm thanh nó sẽ bị dâng lên, thì các bạn sẽ nghe sẽ cảm thấy âm thanh thì nó sẽ bị lùi tiến lên phía trước và nó không được tập trung tụ âm hình giống như là những dòng loa thùng. Còn về phần trầm của loa Helix này thì đây là một khối độc lập ở phía dưới, và nó có một cái bát 25 cm của áo đắc
Và cái bát này thì chúng tôi khi chúng tôi nhìn thấy chúng tôi liên tưởng tới cái bát của dòng JBL, nó rất giống. À, cũng bát bằng giấy này nhưng mà gân này là gân mút xốp rất là mềm các bạn nhé. Các bạn chạm này thấy động 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 này. Đó. Và hoàn toàn làm độc lập. Thì khi các bạn nhìn qua thì nghĩ đây là một thùng loa kín nhưng không phải. Thùng loa này nó có lỗ thoát hơi đằng sau và nó có độ nhạy lên tới 94 decibel cho trở kháng 8 ohm ở cũng định ở dạng mức trung bình. Nhưng mà với các vỏ vân gỗ bên thùng loa này thì làm rất là đẹp. Nó có những cái vân gỗ màu gỗ tự nhiên nhưng mà sau đó là người ta đã làm cho các cái vân gỗ này nó nổi lên theo một cách dạng đặc biệt. Và khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó cuốn mắt vào mình nhìn. Và với các màu đen tổng thể và màu nâu trầm thì đây là tôi nghĩ đây là một trong những cái decor mà hiện tại bây giờ rất là nhiều không gian người Việt mình thích. Khi phối ghép và cặp loa này phối ghép ở trong cái phân khúc từ khoảng 35m đến 50m hoặc để phòng khách và kê thêm chân nữa thì tôi nghĩ đây là một trong những đôi loa kiệt tác của người Đức. Và không phải để các bạn đợi lâu thì chúng ta sẽ cùng test ngay xem những bản nhạc. Và với những ai mà yêu những dòng vocal hoặc là những giọng ca trữ tình hoặc là những giải âm chung đặc biệt thì đây là một đối tác rất là hoàn hảo. Còn bây giờ âm thanh âm nhạc dành cho các bạn. Skies above can be stormy,
Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes, and that difference is you. Vâng, những ngày đi làm việc mà được nghe nhạc, mà nghe được những bộ dàn mà mình phối ghép ưng ý, cứ muốn nghe nghe nữa nghe mãi với những nốt piano, những đàn dây hoặc là giọng vocal của nam sinh ra hoặc nữ ca, thì tôi thấy cực kỳ là sung sướng và hoàn hảo và thăng hoa. Và các bạn hãy nhớ đeo tai nghe để cảm nhận xem bộ đôi này phối ghép thế nào. Và sau đó chúng tôi sẽ còn nhiều phối ghép hay hơn nữa để gửi tới các bạn. Hẹn các bạn ở ít phút sau.